Chào các bạn. Bây giờ là 15 giờ chiều ngày thứ tư, mùng 1 tháng 12 năm 2021. Chú Hồng đang đứng tại tư gia nhà mình trên sân thượng, nơi những chậu hoa hồng cắt cành ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch. Thưa các bạn, thời hoa hồng thì có rất nhiều thể loại và cắt cành ở rất nhiều thời điểm khác nhau, tùy từng nhu cầu mà chúng ta muốn cho nó nảy mầm, nở hoa ở một thời điểm nhất định. Những chậu hoa hồng Trung Hồng chuẩn bị quay review cho các bạn đây là những chậu hoa hồng Trung Hồng cắt cành ngày mùng 8, mùng 7 tháng 9 âm lịch. Nghĩa là tới bây giờ thì nó được gần là 60 ngày các bạn nhé. Hôm nay là 26, 27, nó được 50 ngày các bạn ạ. Vậy thì những chậu hoa hồng này thể trạng ra sao, hiện nay như thế nào? Điều đặc biệt là những chậu hoa hồng này nếu để cắt cành vào ngày 15 tới ngày 25 tháng 11 tới sẽ quá già. Và chúng ta phải làm gì để ngăn cản sự phát triển của những cây hồng này khả dĩ để đến ngày 15 và 25 tháng 11 âm lịch? Nghĩa là các bạn còn 15 đến 25 ngày nữa. Để ngăn cản sự phát triển này, để chúng ta đến ngày đó có một cành hoa hồng bánh tẻ đủ để cắt cho lứa hoa Tết. Đây là một kỹ năng các bạn nhé. Và hôm nay Chu Hồng cho các bạn xem cận cảnh những thể trạng cây hoa hồng cắt cành ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 âm lịch. Hôm nay được 50 ngày. Xem thể trạng thế nó ra sao và dùng biện pháp gì để ngăn cản sự phát triển của những chậu hoa hồng này. Để khả dĩ đến ngày 15 tháng 11 âm lịch tới, chúng ta có những chậu hoa hồng cắt cành nở trúng Tết Nguyên Đán. Và không để các bạn đợi lâu, chú Hồng sẽ quay review từng chậu cận cảnh và thể trạng để các bạn mục sở thị. Xin kính mời các bạn hãy hướng lên màn hình. Xin kính mời các bạn. Các bạn nom thấy không? Bầu trời trong xanh, không hề có một gợn mây. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ tầm cỡ 24 tới 25 độ. Nhưng ban đêm thì có lúc xuống đến 17 độ các bạn nha. Một nền nhiệt độ chênh nhau khá lớn ở một thời tiết hanh khô ở vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ đặc trưng này đang rất thuận lợi cho những chậu hoa hồng phát triển các bạn ạ. Và đây là những chậu hoa hồng mà Chu Hồng cắt cành ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 âm lịch. Hiện nay chúng đã tàn rất nhiều ngày nay, các bạn nhìn thật kỹ. Với những chậu hoa hồng như thế này, chúng có thể bật mầm bất kỳ lúc nào nếu các bạn không dùng những biện pháp để ngăn cản sự phát triển của chúng. Các bạn nhìn, đây là cây hoa hồng đào cổ mà mình vẫn để nó nguyên trạng như thế này các bạn nhé. Các bạn biết tại sao mình lại để hoa quả ở trên cành hoa hồng này không ạ? Nếu bạn bấm và bạn cắt những chậu hồng này, cắt cái quả đi thì sẽ thúc đẩy sự phát triển của hoa hồng rất nhanh. Nhưng nếu các bạn cứ để những hoa tàn và quả trên đầu ngọn cây như thế này thì việc chúng dành dinh dưỡng để nuôi cái quả, một bản năng sinh tồn của giống loài thực vật này, sẽ làm chậm sự phát triển nảy mầm của những cây hoa hồng như thế này. Và nếu các bạn ngắt những cái hoa này đi, ngắt bấm cái quả này đi, thì vô hình dung chúng ta đã kích thích cho một sự sinh trưởng ở cây hoa hồng nói riêng và những cây thực vật nói chung. Mà yếu tố bây giờ chúng ta lại không cần phát triển, mà chúng ta phải ngăn cản chúng phát triển để khả dĩ đến ngày 15 tháng 11 chúng không thể nảy mầm. Đây các bạn nhìn, các bạn hãy nhìn thật kỹ thể trạng này để so sánh với những chậu hoa hồng nhà các bạn. Các bạn lưu ý nhé, các bạn nhìn thật kỹ. Tại sao Trung Hồng lại khuyến các bạn là nhìn thật kỹ? Bởi vì đây là những chậu hoa hồng phải xử lý bằng kỹ năng để cho chúng có cành bánh tẻ cắt vào ngày 15 tới 25 tháng 11 âm lịch, nghĩa là cách đây khoảng độ 18 tới 28 ngày nữa các bạn nhé. Các bạn nhìn, các bạn nhìn, hiện nay mình vẫn chưa cấm nước cho những chậu hồng này bởi vì phải ít ngày nữa mình mới sẽ cấm nước các bạn nhé.
Và hôm nào cấm nước mình sẽ quay cho các bạn xem cụ thể kỹ năng cấm nước cho những chậu hoa hồng này, để khả dĩ những chậu hoa hồng này không thể phát triển được các bạn nhé, không thể phát triển được. Và nếu có như thời tiết đêm mà rét sâu như thế này, 16 đến 17 độ thì những chậu hoa hồng này vẫn là rất tốt các bạn ạ. Sự ngăn cản và cấm nước cũng không phải áp dụng nhiều kỹ năng các bạn nhé, không phải áp dụng nhiều, bởi vì với nền thời tiết như vậy, những chậu hoa hồng như thế này sẽ không phát triển, không phát triển các bạn nhé. Đây mình đang quay review cho các bạn xem cận cảnh mà trời đang nắng gắt đấy các bạn ạ. Bây giờ là tầm cỡ 15 giờ, đây mình quay các bạn này, trời trong xanh và mặt trời đang chiếu ngược đấy các bạn, mình quay mặt trời chiếu ngược cho các bạn xem đấy, nắng gay gắt đấy. Nếu mà không phải là mùa đông thì vừa ở thời điểm này là nắng gay gắt các bạn nhé. Đây mình quay cho các bạn này. Các bạn lưu ý, đây là thể trạng những cây hoa hồng trồng ở trên tầng 2, 4 mùa nắng gió, nắng gay gắt. Và đặc biệt là những chỗ hoa hồng này, chỗ hoa hồng đã cắt cành vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 âm lịch. Tại sao chỗ hoa hồng lại cắt nhỡ nhà như vậy? Bởi vì ở trên này có rất nhiều cây không đồng đều về thể trạng, cho nên chú hồng đã cắt vào ngày đó, cho nên tất cả những chậu hoa hồng ở trên sân thượng của chú hoa hồng đã được cắt cành cùng một lúc, bởi vì trước nó rất nhiều thể trạng khác nhau, không thể cắt được cùng một lúc. Ở rất nhiều bài viết, chú hồng đã chia sẻ với các bạn về thể trạng này của các bạn, và bây giờ tất cả chúng đều có chung một thể trạng như thế này các bạn ơi. Như chú hồng vừa chia sẻ lúc nãy với các bạn, thì với một nền nhiệt độ và thời tiết như thế này thì những chậu hoa hồng này cũng rất khó phát triển. Nhưng bây giờ nếu ấm lên, chẳng may thời tiết ấm lên mà lại có mưa phùn, thì nó sẽ phật mầm ngay tức thì, không có gì có thể cản nổi các bạn nhé. Cho nên thời tiết rất quan trọng. Các bạn lưu ý này, thời tiết rất quan trọng cho một chu kỳ phát triển của cây hoa hồng nói riêng và cây giống loài thực vật nói chung các bạn nhé. Để các bạn nom, mình vẫn để quả không hề động cho những chậu hoa hồng như này. Thậm chí có một số cây đã vàng lá trong các bạn nào mà. Đấy. Trên này là mình trồng được 17, 18. Cả bên trong kia được 21 chậu của trên sân này các bạn nhé. Và đây là cây nhà các bạn đang nòm những chậu hồng cắt cành ngày mùng 8, mùng 7, mùng 8, tháng 9 âm lịch đấy các bạn ạ. Bây giờ hiện trạng nó như thế này. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh thể trạng những chậu hồng cắt cành hôm nay đã được 50 ngày. Với thể trạng này, nếu chúng ta không dùng biện pháp can thiệp thì rất có thể chúng sẽ nảy lộc và đâm chồi trước ngày chúng ta cắt cành. Và điều đặc biệt, nếu chúng ta không ngăn cản thì cái việc để những chậu hoa hồng này nảy mầm vào đầu tháng 12 âm lịch, tầm cỡ mùng 5 đến mùng 7 tháng 12 âm lịch là một điều không thể. Và điều đó cũng có nghĩa bạn không có những bông hoa hồng chơi Tết. Cho nên hôm nay chúng hồng quay cho các bạn lên xem mục cảnh những chậu hoa hồng như thế này. Và chúng ta phải xử lý để những chậu hoa hồng này 30 Tết là có những bông hoa rực rỡ để đón Tết 2022 các bạn nhé. Và chúng hồng kính chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành 9 phút xem hết video này. Chúng hồng cũng hy vọng qua những ảnh trực quan này và những thuyết minh cụ thể này, các bạn sẽ rút ra được một cái gì đó áp dụng cho những chậu hoa hồng nhà mình, nếu những chậu hồng của các bạn hiện tại ở thể trạng như thế này các bạn nhé. Một lần nữa, chú hồng xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.